Xin chào, rất vui khi được đồng hành với các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, hãy cùng xem màn trình diễn tuyệt vời nào sẽ đến trong ngày hôm nay nào. Được rồi, hãy cùng bắt đầu theo dõi trận đấu mà tất cả chúng ta đã trông chờ hôm nay. Khoảng trống ở cánh đang mở ra lần nữa. Wow! Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Đây rồi, sau cái dầm xe cho chúng ta thấy được rõ bàn thắng này hơn. Vâng, nó đến từ một cú căng ngang rất sớm từ cầu thủ kiến tạo. Chúng ta có thể xem lại bàn thắng này. Đó là pha dứt điểm rất tốt. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Kovacic bật tường. Didier Drogba. N'Golo Kanté. Đó nên là một cơ hội. Không có bàn thắng rất đáng tiếc. Vâng, rất đáng tiếc, vừa rồi là một cơ hội phản công rất tốt nhưng họ đã bỏ lỡ nó. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Việt vị, cờ đã được phất lên. N'Golo Kanté. Cesc Fabregas. Đường chuyền xuất sắc. Một hai, và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Anh ấy đã cướp được bóng. Một pha phất cờ rất tự tin của trọng tài biên. Ông ta cho rằng tình huống đó là việt vị. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Didier Drogba. Morata. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Hãy cùng xem quyết định của trọng tài. Simon Olsen. N'Golo Kanté. Cesc Fabregas. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Tati. Cesc Fabregas. Đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Một bàn thắng tuyệt vời. Đây rồi, pha quay chậm xe cho ra thấy được rõ bàn thắng này hơn. Vâng, nó đến từ một cú căng ngang bên hành lang trái. Cú đánh đầu rất mạnh. Và còn hiểm hóc nữa, thủ môn hoàn toàn bất lực trong tình huống cản phá. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1.
Đối phương đã làm mọi cách để lấy bóng trong chân anh ấy nhưng không thành công. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Mất bóng rồi. Morata. Cesc Fabregas. Didier Drogba. N'Golo Kanté. Kanté bật tường. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Thomas Hay. Có cơ hội. Thủ môn đã bắt được bóng. Chân thiện một pha vào góc. Cả hai đội đã chơi khá tốt. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Didier Drogba. Đó là pha xử lý kỹ thuật. Cesc Fabregas. Didier Drogba. Thủ môn đã rất có cơ hội ngay bây giờ. Đã có bàn thắng mở tỷ số. Đó là bàn thắng tuyệt vời, Alan. Đó là bàn thắng tuyệt vời. Bây giờ hãy xem phát lại. Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Sóng gió đã nổi lên. Và đây là cú sút. Họ đã ở rất gần bàn gỡ hòa. Tiếc là bóng đi ra ngoài. N'Golo Kanté. Cesc Fabregas. Morata. Didier Drogba. Rất an toàn. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Và xử lý kỹ thuật. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Qua người rất hay. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Anh ấy không truyền hỏng bất kỳ đường truyền nào. Didier Drogba. Đó là một cú đánh gót thật tuyệt khi nhìn thấy nó. Không ai ngăn cản. Sút tuyệt vời. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Đây rồi, pha cái tầm xe cho chúng ta thấy được rõ bàn thắng này hơn. Vâng, nó đến từ một cú căng ngang rất sớm từ cầu thủ kiến tạo. Chúng ta có thể xem lại bàn thắng này. Đó là pha dứt điểm tốt. Ba một trên bảng tỷ số. Chúng ta sẽ bắt đầu lại trận đấu. N'Golo Kanté. Cesc Fabregas.
không có ai. Simon Olsen. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Cesc Fabregas. N'Golo Kanté. Cesc Fabregas. Một cú sau bóng rất mạnh và đá cướp được bóng. 2 phút bù giờ cho những nỗ lực của hai đội. Và đây là cú sút. Ôi, bóng đã được giữ lại. Trọng tài đã đổi còi.